Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á, mình đang có mặt tại cửa hàng xe của máy Huyền Chí. Và trước mắt các bạn đây là một chiếc xe Supra G, không phải GTR nha, Supra X nha các bạn. Thì chiếc xe này ở Việt Nam mình là riêng ở Sóc Trăng mình là hầu như là không thấy. Đây là xe nhập từ Indo nha các bạn, 125 phân khối, nhập từ Indo, xe nguyên zin nha. Mình sẽ quay rồi mình báo giá cho các bạn để mình chở ra ngoài cho các bạn xem địa chỉ cửa hàng một chút. Địa chỉ cửa hàng sẽ là ở số 429 quốc lộ 145 phường 2 thành phố Sóc Trăng nha. Bên này là hai số điện thoại, số phía sau sẽ có Zalo. Đây chính là tuyến đường quốc lộ 1A đó các bạn, trên đó sẽ là cầu đen, đi thẳng luôn là sẽ đi về Bạc Liêu đó các bạn. Còn đây sẽ là cửa hàng Huyền Nhí, chuyên mua bán xe cũ. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái chiếc xe này, cũng thuộc dạng là hơi hiếm ở Sóc Trăng mình, cho các bạn xem cái giá luôn một cái ha. Giá cửa hàng có niêm yết nha các bạn, 35 triệu. Tất cả xe đều có niêm yết luôn, 35 triệu nha. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết xem luôn, nó giống như là mình review vậy đó, vì đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với chiếc xe này. Xe được sử dụng bóng halogen, hai bóng. Bạn nào gần về đời xe này nữa thì cho mình xin thêm ý kiến là xe này nó sẽ cùng phân khúc với dòng xe nào ở Việt Nam mình. Đây là xe động cơ 125 phân khối, bát biển số nè, cái bát này bằng kim loại nha, bằng kim loại rất chắc chắn. Nhìn ở trên này nhìn xuống nè, rất giống với chiếc Fuji X của Việt Nam mình đó các bạn, rất là giống ha, bóng halogen luôn. Kẹp phanh là Nissin nè, phục trước thắng đĩa nè, cặp vành. Có phải của Suzuki không các bạn? Đó, đây cái đầu bò nguyên si vậy luôn nha, cửa hàng chưa có rửa luôn, nó bị móc các bạn. Xíu nữa mình sẽ nổ máy cho các bạn xem, cho các bạn nghe. Màu đỏ đen y chang nguyên ít mình, y chang chiếc Fuji X của mình đó các bạn, 125 phân khối của Honda nè. Xe mới đi được có 3.867 cây số thôi. Cái màu trắng này nè, nó làm cho mình nhớ đến phiên bản quay Thái các bạn, cũng màu trắng thế này. Mở yên cũng ở đây luôn nha, mở yên đây luôn, FI nha. Rồi mình nổ máy rồi ha. Tiếp tục với phần lốc máy. Cái phần nước sơn này nè các bạn, mình lại thấy nó rất giống với chiếc quay RX của mình. Đây, đây nè, rất là giống luôn. Giò đạp thắng nè, còn rất là mới ha, mới 3.000 cây số thôi. Mình đang nổ máy nha, máy êm ru luôn các bạn. Máy êm ru luôn nha. Gác chân sau này nó lắp ở đây, chứ nó không giống như chiếc quay của mình lắp ở đó, lắp ở đây nha, giống như phụ trợ của mình vậy đó. Phụ trợ neo, phụ trợ ít đó các bạn. Cây bô nè, đây phục sau, các bạn thấy tem Showa đây không? Mình không biết đây là tem này là người ta dán vô thêm hay là phục Showa nữa. Xe như mới luôn các bạn, còn rất đẹp. Mình vẫn đang nổ máy đó, thắng đĩa sau luôn nha.
2 tháng đẻ nha các bạn. Bóng halogen luôn, trước sau. Cái phần đuôi đèn á, dưới này nó hơi bị dư dưới này chút xíu đó các bạn. Đúng không? Nếu mà làm vậy luôn thì nó đẹp hơn ha. Nhìn nè, cũng đẹp đó các bạn. Duy có cái phần này là nó hơi bị thô chỗ này. Giá là 35 triệu nha. 35 triệu. Cần số đẹp đó các bạn. Cần số này á, đẹp hơn là chiếc quay rẽ của mình nhiều. Nè, chiếc quay của mình nè. Đó. Còn đây. Máy êm ru luôn các bạn. Cốp xe nè. MH. Nhập từ Ấn Độ nha. MH nè. Bình xăng còn rất đẹp. Đặc biệt là cái yên rất là êm các bạn. Các bạn xem nè. Rất là êm luôn. Các bạn nghe tiếng máy nè. Êm ru. Có móc keo độ ở đây luôn nha. Đó, biết chưa? Mình xin đọc lại cái giá là 35 triệu cho chiếc xe Supra X này. Supra X nha. Nhập từ Ấn Độ. Đây là đầu tiên mình tiếp xúc với chiếc xe này đó các bạn. Xe cũng rất là nhỏ gọn. Cửa hàng Huyền Nhí nha. Cửa hàng cũng có hỗ trợ trả góp nha các bạn. Trả góp qua ngân hàng luôn. Bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây. Còn những chiếc xe kia thì mình đã có những clip riêng rồi. Xe Kunta, xe Taiga, xe số phổ thông, Fortuner, Fortuner X luôn, bao giờ hết. Bây giờ mình xin phép kết thúc ở đây luôn nha. Xin chào các bạn.